Nhân ơi, lại đây tôi nói nghe nè. Dạ. Giới thiệu với các bạn, đây là bạn người cá thiện Nhân. Bạn ấy có tên quốc tế là Tai, nghĩa là thủy triều. Tai là T-I-D-E, giống như là Ti-đe vậy đó các bạn. Nhưng mà các bạn đừng gọi là Ti-đe mà gọi là Tai nha. Rồi bạn Nhân, bạn Tai, người cá Tai sẽ giúp Ti-ôn trong công việc chăm sóc hai thần thú của câu lạc bộ người cá. Đố bạn rá cá Tina đang làm gì đó. Nè, Tina múa lụa con. Cái giày thì múa lụa. Đúng rồi. Hiện tại rá cá Tina thì đang bị viêm da mà Tion chữa bệnh là sắp xong rồi. Nguyên nhân bị viêm da là do chơi dơ xà bông. Nước không sạch cũng làm rái cá dễ bị bệnh, em hiểu không? Rái cá nó ở sạch dữ lắm, nên mình mà để nước dơ là nó sẽ bệnh, nó chết. Nó cần nước sạch hơn cả chúng ta nữa. Rồi đây là đồ ăn của rái cá nè. Biết cái này là gì không? Không. Bí đỏ, cơm, với có trứng nấu lên cho mấy bé ăn. Rồi đây là bé Tina, còn đây là bé TV nha. Đó sao, sao em thấy cái TV được thả rồi mà nó vẫn theo anh TV luôn. Đúng rồi, bây giờ em muốn cho bé nào ăn trước? Cho bé nào ăn trước thì mình phải làm dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng của bé, làm sạch cái máng đựng thức ăn của bé rồi mình mới châm thức ăn vô. Em nhìn là nước của nó nè, dơ quá nè. Ây à, nó bắt tay hả? Nè, thấy nước nó dơ đúng không? Đó, đồ ăn nè, dơ quá nè đúng không? Bây giờ cho TV ra trước nha. Em muốn làm người cá chăm sóc rái cá mà đúng không? Em đang mặc áo kêu gọi bảo vệ rái cá nè. Thấy cái áo này giống như bé rái cá nào ở đây em nhìn đi. Đây, rái cá Tina là rái cá châu Âu nè. Còn này là rái cá lông mượt nè. Rái cá TV Việt Nam nè. Rồi, TV làm quen với anh này đi, ngồi xuống. Em thử ngồi xuống, ngồi lên ghế. Rồi TV lại làm quen với bạn coi. Nè, làm quen với anh người cá này coi TV. Người cá chăm sóc rái cá, bảo vệ rái cá, giúp rái cá phát triển giống nòi. Ok không? Rồi. Còn các bạn, kể từ hôm nay các bạn nhớ ủng hộ kênh YouTube của bạn Tai, người cá Tai, bởi vì bạn ấy sẽ phụ trách cái việc chăm sóc rái cá Tina và TV đó, nên bạn ấy sẽ up clip chăm sóc rồi nuôi dưỡng hai bé rái cá này cho Tion. Đây là nhiệm vụ của bạn Tai. Muốn trở thành tiên cá, bạn ấy phải giúp Tion thực hiện sứ mệnh bảo vệ giống nòi rái cá. Ồ, bạn Tai đâu, em đưa Tai lại coi. Tina cũng thân thiện với em quá ha. Đó, vậy là em có khả năng chăm sóc rái cá rồi. Anh có muối gì? Chăm sóc rái cá giống như bắt Pokemon vậy đó. Đó. Đó, Tina cũng thân thiện với em luôn rồi nha. Vậy là hai chú rái cá này nó cũng mến em đó. Bây giờ em bắt cái bé TV cho Tion coi coi. Được không? Thì em thử coi. Coi nó sợ em không? Sợ. Đâu? TV. TV, đừng có giật giật cái tay lại, sợ. Vuốt lông. Rồi bây giờ em lấy nước cho TV tắm đi, tập làm quen đi. Lấy cá mỗi ngày nó đều phải cần có chơi nè, tắm nè, ăn nè. Rồi mở vòi nước này lên nè. TV nó biết cắn cái này nè. TV, anh xin em. Đó. TV. Rồi nha, các bạn muốn xem bạn người cá Tai chăm sóc rái cá như thế nào thì cứ xem trên kênh của bạn ấy nha. Ok. Rồi bây giờ Tai làm quen với hai bé rái cá. Phải làm quen với nó. Em đang tập tìm hiểu về nó mà.